Xin chào bạn Itachi, xin chào các bác đang xem live của em. Chào Susano Itachi, Susano Itachi. Chào các bác đang xem live, bây giờ chưa có bác nào xem. Hôm nay em xin giới thiệu một các bác vườn mộc hương. Hôm nay giới thiệu một các bác vườn mộc hương 2 tuổi nhá, 2 tuổi. Gốc của nó sẽ là 1 phân cho đến 2 phân. Gốc của nó sẽ là 1 phân đến 2 phân nhá. Vanh gốc sẽ là 4, 5, 6. Vanh gốc sẽ là 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. Gốc 1 phân đến 2 phân. Cao cây sẽ từ 1m3. Cao cây 1m3 trở lên. Cao cây sẽ 1m3 trở lên. Và hàng này hàng thoát thân 100% nhá. Hàng thoát thân nhá. Hàng 1 thân. Hàng này em đang bán sỉ giá công khai là 300k một cây nhá các bác nhá. Hàng này em đang bán sỉ giá công khai là 300k một cây. Bác nào mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 với em. Cây rất là đẹp, rất là xuất sắc luôn đấy ạ. Lô này em có 1.000. Lô này em có 1.000. Xin lỗi mọi người, em bị gián đoạn một lúc nhá, bị gián đoạn một lát. Cây này là cây mộc hương ta hoa vàng nhá mọi người nhá. Đây là hoa mộc này, hoa mộc đây ạ, mộc hương ta hoa vàng nhá mọi người nhá. Hàng này thì chắc là rất là nhiều người biết rồi, không cần phải quảng cáo nhiều đâu. Mọi người nếu mà theo dõi, bác nào mà theo dõi trang của nhà em thì là các bác sẽ biết là đây là cây mộc hương ta rồi. Hoa vàng đây, màu vàng rất là đẹp luôn, màu vàng lông gà lông vịt nhá, màu gà, màu vàng lông gà lông vịt, lông gà con lông vịt con. Cây này thì đấy cứ trồng đất thịt bình thường này thôi, mình trồng với đất thì nếu mà mình trồng chậu thì đất trộn trấu xỉ than đảm bảo thoát nước, còn có trồng đất thịt bình thường như này thôi chứ không không cần phải cầu kỳ. Hàng này em bán sỉ nhá, báo giá sỉ nhá, báo giá sỉ nhá, giá hàng này bán sỉ công khai là giá 300k cho đơn từ 20 30 cây, 30 cây trở lên là được giá là 300k. Bắt đầu mua thì cọc tiền nhá, cọc tiền. Bắt đầu mua thì cọc tiền. Qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214. Hàng này cao cây nó sẽ vào rơi vào 1m3, 1m4, 1m5 tùy cây. Cao cây 1m2, 1m3, 1m4. Giá sẽ là 300k. Hàng này là hàng một thân nhá mọi người nhá, hàng một thân ạ. Hàng một thân. Hàng này là hàng 2 năm tuổi. Em sẽ đo vanh gốc cho mọi người xem này. Đo vanh gốc cho mọi người xem nhá. Đo mẫu một vài cây. Vanh gốc sẽ nhận tặng và giao cây đúng tạng đúng biểu cây cho mọi người nhá. Vanh con này này, 2 phân luôn này. Gốc con này 2 phân luôn này. Mộc ta Hưng Yên nhá, mộc ta Hưng Yên. Hôm qua em đã chia sẻ với các bác rồi là không có mộc lai mà chỉ có mộc tàu và mộc ta thôi. Và nhà em thì nhà em chỉ bán mộc ta thì em không bán mộc tàu. Chẳng hiểu sao các bác cứ khó có khái niệm với mộc lai. Mộc lai nó là mộc gì hả mọi người? Lai theo hình thức nào? Tại vì mộc là nó nhân giống theo hình thức dâm cành và chiết cành. Thì làm sao mà ra được cây mộc lai? Mộc tàu với mộc ta nó có lai được với nhau đâu. Gốc của nó là 2 phân này. Gốc 2 phân nhá. Mộc ta hoa vàng nha các bạn nhá. Mộc nhà mình là mộc ta hoa vàng. Nhưng các bạn nào mà các bạn mà chưa chơi mộc thì các bạn đừng hỏi là mộc tàu à chị. Hỏi là bạn ơi mộc gì chứ đừng hỏi là mộc tàu. Hỏi cái câu đấy mang tính chất rất là mang tính chất khẳng định là cây mộc tàu nhá. Đây đây là lá và hoa của nó này. Lá và hoa của nó. Nhà mình bán hàng cam kết chuẩn giống nhá, cam kết chuẩn giống. Chuẩn giống mộc hương ta hoa vàng luôn nhá. 10 cây có ship không? Có nhá bạn nhá. Bạn nào mua thì inbox vào Zalo, số điện thoại của mình là 0969162214 ạ. Miền Nam trồng được không? Miền Nam thì các bạn ở khu vực Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước các thứ đấy, là các bạn có khí hậu lạnh ấy, vùng cao nguyên Tây Nguyên các bạn trồng được, còn còn khu vực miền Nam như là Sài Gòn, Bình Dương rồi là Vũng Tàu thứ các bạn trồng thì nó không trồng ở đâu ạ, nó không ra hoa được đâu. Cây 2 năm em đang xỉ giá của nó là cây 2 năm em đang xỉ giá là 300k nhá. Anh Tôn 5790 ơi, giá 20 cây thì em có thể ưu tiên cho anh là giá 300k nhá. Bạn có mua mộc Phú Thọ 38 năm tuổi không? Em không có nhu cầu mua, nhà em có rất là nhiều. Em chỉ bán mộc Hưng Yên thôi chứ em không bán mộc Phú Thọ. Chưa có nhu cầu mua cái hàng đấy, lúc nào em có nhu cầu thì em sẽ liên lạc.